Vậy thì đầu tiên chúng ta phải là nào, hãy giúp cho khách hàng biết tới mình. Thì bây giờ làm sao để khách hàng biết tới mình? Đây là một trong những chiến lược đầu tiên trong việc sử dụng đa kênh để mua bán ô tô. Trong cái lớp học ngày hôm nay, tôi thấy hầu hết tất cả các anh chị em đang có mặt ở đây đều là những người mà đã từng kinh doanh về mua bán ô tô. Thì hầu hết khi mà tôi hỏi ra, tôi mới biết là các anh chị vẫn làm theo cách cũ, vẫn kinh doanh theo cái kiểu kinh doanh truyền thống, vẫn là xin số điện thoại của cò, rồi của lái, xin số điện thoại của khách hàng, rồi sau đó về. Cứ mỗi buổi sáng như vậy, chúng ta ra ngồi quán cà phê, chúng ta trao đổi với lại một cái nhóm cò lái nào đó, xem ngày hôm nay có cái gì vui hay không, có chiếc xe nào mới hay không, rồi chúng ta đi làm, chúng ta đi xem xe. Và cái thứ hai, chúng ta liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại. Cho nên là cứ mỗi sáng móc điện thoại điện cho hết anh cò này, hết anh lái kia, anh ơi, hôm nay có xe gì làm được không, em làm với, đói quá. Rồi sau đó là người bên kia người ta sẽ trả lời hôm nay chưa có, hoặc là kêu hôm nay để tôi đi xem xe xem là có cái ông này ông bán xe, tôi coi có được hay không, tôi giao cho. Hầu hết tất cả các anh chị đó hồi nãy kể cho tôi nghe đều làm theo cái cách làm truyền thống lâu nay. Thì một ngày như vậy á, trong danh bạ của tất cả các anh chị có bao nhiêu số? Nào là số điện thoại của khách hàng để mua xe, đặt xe, nào là số điện thoại của cò, nào là số điện thoại của mấy anh buôn xe. Vậy thì làm sao một ngày chúng ta có thể liên lạc được với họ bằng telesale? Thì cái vấn đề nó đang nằm ngay chỗ đó. Cho rất nhiều anh chị em loay hoay, cứ mỗi buổi sáng vậy á, cái người nào mà nhiều mối, cái người nào mà nhiều cái xe để bán á, thì họ sẽ bị hiếp dâm điện thoại, họ sẽ bị cò gọi, họ sẽ bị lái gọi. Rồi mỗi khi mà nghe điện thoại á, họ bốc điện thoại lên, họ biết là anh này anh nói cái câu gì luôn. Anh ơi, có xe gì không? Cho em mua chứ. Cho nên không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên tất cả các anh chị em thân mến, bây giờ chúng ta muốn làm về mua bán xe, ô tô đã qua sử dụng, thì chúng ta phải có những cái chiến lược kinh doanh hẳn hoi. Làm sao đó mà một ngày chúng ta có thể mua hàng trăm chiếc xe, một ngày chúng ta có thể bán đi hàng trăm chiếc xe. Và cái thứ hai, chúng ta không tốn nguồn nhân lực gì cả, chúng ta có thể hoàn toàn làm được một cách nhẹ nhàng, vô tư. Chúng ta đang sử dụng một cái đòn bẩy, gọi là đòn bẩy công nghệ. Có phải lâu nay tất cả các anh chị em đều sử dụng thủ công? Còn bây giờ chúng ta đã có sử dụng đòn bẩy công nghệ rồi. Sử dụng đòn bẩy công nghệ về đa kênh, sử dụng tất cả các kênh có thể làm marketing được, chúng ta làm. Thì bây giờ làm sao để chúng ta một ngày như vậy đó, chúng ta kết nối được 5.000 người. Làm sao đó một ngày như vậy 10.000 người có thể biết được chiếc xe của chúng ta đang bán đó là xe gì. Thì lúc này chúng ta mới thu được kết quả. Tỷ lệ chuyển đổi 10.000 người một ngày, chỉ cần chuyển đổi 1% thôi là chúng ta đã bán được 100 chiếc xe, bán được 1.000 chiếc xe. Các anh chị thấy chưa? Cho nên bây giờ làm sao để làm được việc đó? Trong cái khóa học này, tôi sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng từng bước cho tất cả các anh chị. Từng cái bước tạo lập danh sách khách hàng về bán xe, tạo lập danh sách khách hàng về cò lái, tạo lập danh sách về những người mua xe. Làm sao đó tôi tạo cho tất cả các anh chị một cái đa kênh. 1.000 người bán xe, 1.000 người mua xe. Một ngày như vậy tỷ lệ chuyển đổi 1% thôi. Và một ngày như vậy anh chị đã bán 100 chiếc xe và mua được 100 chiếc xe. Chính vì vậy, tất cả những anh chị em đang ngồi ở đây, tôi muốn chia sẻ, thay đổi để tạo ra cơ hội. Nếu mà thay đổi nhanh thì sẽ tạo ra cơ hội nhanh. Nếu chúng ta tiếp tục làm theo truyền thống thì một ngày chúng ta chỉ mua 1 hoặc 2 chiếc xe và chúng ta bán 1 hoặc 2 chiếc xe mà thôi. Chính vì vậy, tất cả những anh chị em đã có mặt ở đây, tôi sẽ sẵn sàng trao đổi và chia sẻ với tất cả các anh chị về những chiến lược kinh doanh về ngành ô tô để giúp cho tất cả các anh chị mua bán xe ô tô đã qua sử dụng ở đây có thể mua được nhiều xe và bán nhiều xe, giúp cho tất cả các anh chị là sale của hệ thống xe trên hãng xe mới ở đây thì sẽ giúp cho bán được nhiều xe trong một tháng như vậy, để anh chị đạt được những cái doanh số, anh chị đạt được những cái target mà công ty đưa ra. Chính vì vậy, tất cả các anh chị hãy sẵn sàng, tôi sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị. Hầu hết rất nhiều anh chị em sau này vẫn biết chiến lược đa kênh, đó là gì? À, người ta sẽ sử dụng Zalo, người ta sử dụng Facebook, người ta sử dụng YouTube, người ta sử dụng TikTok, Instagram và những kênh khác để người ta phát triển bằng cách là người ta chào bán xe trên những kênh đó. Nhưng mà tất cả các anh chị biết không, khi chúng ta chào bán xe như vậy á, hầu hết là không có ai mua và tỷ lệ chuyển đổi rất thấp.
chúng ta chào lên một ngày như vậy 10 bản tin, nhưng mà số lượng người để mà mua xe của mình rất ít. Bao nhiêu anh chị đã gặp trường hợp này, giơ tay nói tôi ạ. Đó, hầu hết tất cả các anh chị đều gặp phải. Giống như tôi nè, tôi có những cái group Zalo, thì tôi vào đó mỗi ngày tôi thấy đều họ đăng là tôi mới về chiếc xe này, anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho tôi nhé. Rồi tôi có những cái group mà chuyên về ô tô, tất cả những anh chị nào có xe cứ đưa lên, đây chiếc xe này đời 2018 mới về dòng Vios, Toyota số tự động dòng G. Và không ai mua hết. Thì cái vấn đề ở chỗ là các anh chị chưa có kịch bản, chưa có một chiến lược để mà làm đa kênh. Trong kinh doanh xe ô tô, đặc biệt là xe ô tô cũ nha. Vì sao xe ô tô cũ là một trong những cái việc mà tôi kêu đặc biệt, đó là gì? Khách hàng mua chiếc xe này là khách hàng mua là mua niềm tin. Cho nên trong kinh doanh bất kỳ một sản phẩm nào, khi khách hàng mà tin thì khách hàng mới mua hàng. Còn nếu tất cả các anh chị mà chưa tạo cho khách hàng một niềm tin, mà các anh chị cứ chào bán xe lên trên đó, người ta sẽ lướt đi, người ta không xem. Anh cho dù anh có nói ngon, anh cho dù anh có nói giá thật rẻ, anh có nói là xe này chất lượng rất cao, người ta không quan tâm. Người ta có tin anh đâu mà người ta mua. Bởi vì một cái công thức đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị trong cái ngành mua bán xe là phải tạo được cái niềm tin cho khách hàng. Now live chat. Now live chat. Và rất nhiều anh chị em đã gặp phải trường hợp này. Không hiểu vì sao mà tôi bán hàng không ai mua. Và câu hỏi đó đã từng hỏi tôi ở những khóa trước. Chính vì vậy mà anh chị đã gặp phải trường hợp này rất nhiều. Đây là một trong những công thức mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị trong buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta chạy đa kênh thì chúng ta phải biết now. Now là phải giúp cho khách hàng biết mình. Nếu mà khách hàng chưa biết tới mình mà mình chào bán xe thì khách hàng không ai quan tâm. Tôi có biết anh đâu, anh làm ăn có uy tín hay không, anh có cam kết chiếc xe của anh là chất lượng không, có thực sự mua xe tại chỗ anh là xe không bị tai nạn, không va quẹt, không ngập nước không. Rồi những người mà bán xe mới nè, những anh chị bán xe mới đang ngồi ở đây nè, bán một chiếc xe ra, chị có dám đảm bảo chiếc xe đó đáp ứng nhu cầu của tôi không? Chiếc xe đó là một trong những chiếc xe lợi xăng không? Chiếc xe đó là một trong những chiếc xe mà có thể phục vụ cho cái nhu cầu đó là đi ký kết làm ăn kinh doanh với tôi không? Chiếc xe đó có đủ niềm tin là chị đã chọn cho tôi đúng một cái màu phong thủy chưa? Chưa tin thì người ta đâu có mua đâu. Cho nên cái nào này là phải giúp cho người ta biết tới mình. Thì bây giờ làm sao giúp cho người ta biết tới mình? Trong tất cả các hệ thống đa kênh của tất cả các anh chị, có phải rất nhiều anh chị em cứ buổi sáng lên Facebook là đăng tôi mới về chiếc xe này, đời bao nhiêu, giá bao nhiêu, rồi anh chị nào có nhu cầu thì điện vào số điện thoại này. Không ai tương tác hết. Chỉ có một vài hai anh cò lái với nhau, quen nhau rồi lên trên đó comment với nhau thôi. Ngoài ra khách hàng không ai vào để tương tác hết. Mà trong khi đó tất cả các anh chị có Facebook là 5.000 người Facebook, mà có 10 tài khoản như vậy là có 50.000 người bạn trên Facebook. Nhưng mà khi chúng ta đăng lên như vậy đó thì không có ai tương tác, không có ai hỏi để mua xe, trừ những người anh em cò lái với nhau. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta đăng lên là người ta vào, người ta bình luận, người ta hỏi và người ta xin tư vấn và người ta mua chiếc xe đó, thì cái đó mới là cái bí quyết trong kinh doanh về ngành ô tô. Hầu hết tất cả các anh chị em đều gặp phải cái trường hợp này. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải là nào, hãy giúp cho khách hàng biết tới mình. Thì bây giờ làm sao để khách hàng biết tới mình? Đây là một trong những chiến lược đầu tiên trong việc sử dụng đa kênh để mua bán ô tô. Vậy thì YouTube, Facebook, Zalo, TikTok, Pinterest, Internet, tất cả những cái kênh này đều phải sử dụng đúng chiến lược. Và với cái khái niệm, với cái chiến lược nào thì chúng ta phải xuất hiện ở trên tất cả các kênh đó, vào tất cả các group, các diễn đàn, vào trong đó xem người ta đang nói về điều gì, người ta đang hỏi về vấn đề gì. Thì khi này chúng ta vào, chúng ta chia sẻ cho mọi người. Chúng ta sẽ nói: anh ơi, nếu mà anh muốn xem xe không bị tai nạn
anh chỉ cần nhìn vào cái sùng của cái cửa, nhìn vào sùng capo cốp, và anh chỉ cần lấy ngón tay anh bấm vào trong đó. Nếu mà anh bấm xong rồi mà anh thấy cái độ đàn hồi mà bấm vào rất nặng tay nhưng mà nó vẫn lúng, và sau đó thả tay ra và cái độ đàn hồi của nó bung ra trở lại, và anh sẽ so sánh cái sùng chỉ bên cửa trái, sùng chỉ bên cửa phải, anh so sánh cái capo, anh sẽ xem góc bên trái capo như thế nào, góc bên phải capo như thế nào, cái sùng của nó vẫn giống nhau hay là nó khác nhau. Thì khi mà chúng ta vào, chúng ta hướng dẫn trên cái diễn đàn cho họ, bất kỳ một diễn đàn nào cũng được, bất kỳ một group nào cũng được, thì chúng ta xuất hiện ở đó thì chúng ta làm cho mọi người biết tới mình. Và lúc này người ta sẽ đi tìm cái ông này là cái ông nào, sao ông hướng dẫn hay dữ vậy. Rồi lúc này người ta mới biết tới anh Long mua bán xe là ai, người ta biết tới chị Phương mua bán xe là ai, người ta biết tới một cái doanh nghiệp mua bán xe ô tô là Long An ở đây là ai, người ta biết. Mà khi người ta biết rồi, người ta tìm hiểu, thì lúc này giúp cho người ta biết tới mình. Và tất cả các chiến lược tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị kỹ lưỡng ngay giai đoạn này. Tôi đưa quy trình cho tất cả các anh chị làm. Và mỗi quy trình của tôi đó, tôi đưa cho anh chị làm ngay chỗ cái khâu nào này anh chị phải làm như thế nào. Và tôi đã viết ra được 100 cái quy trình về mua bán xe ô tô. Cho nên tất cả các anh chị yên tâm, tôi sẽ cho hết tất cả những quy trình này. Và khi tất cả các anh chị áp dụng cái quy trình này, các anh chị chỉ biết là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 làm gì thôi. Và anh chị áp dụng vào làm y chang như vậy, ra kết quả luôn, đảm bảo 100%. Đây là chiến lược kinh doanh thực chiến ngành ô tô mà tôi đã từng đào tạo, tôi đã từng huấn luyện cho rất nhiều anh chị em mà đã làm ra kết quả. Và họ đã bán một ngày như vậy cả hàng trăm chiếc xe. Đó là chiến lược về kinh doanh thực chiến ngành ô tô. Bởi vì tại cái nào này, khi họ biết mình rồi, chắc chắn mình sẽ làm cho họ thích mình. Bây giờ làm sao cho họ thích mình? Mình sẽ chia sẻ nhiều và mình sẽ hướng dẫn cho họ nào là các bước để mà xem một cái chiếc xe không bị ngập nước, nào là bí quyết để mà xem một cái chiếc xe không bị chưa bao giờ chạy taxi, nào là bí quyết để xem một chiếc xe nước sơn này chưa bao giờ sơn lại, nào là các cách nào mà có thể xem được một chiếc xe này đi số km rất ít. Chúng ta hướng dẫn chia sẻ cho khách nhiều và rồi họ vào, họ thấy ồ anh này sao anh hay như vậy. Anh lên anh chia sẻ trên cộng đồng, anh chia sẻ trên tất cả các kênh của anh, thì từ đó lấy niềm tin của khách hàng. Và khách hàng cảm nhận được những cái giá trị, cho nên khách thích anh này, khách thích cái những chia sẻ của chúng ta. Và sau khi khách thích rồi, chúng ta hãy tạo niềm tin cho khách hàng. Chúng ta hãy cho họ vào một cái group của chúng ta, một cái ao của chúng ta. Rồi sau đó vào trong đó, họ sẽ nói về tất cả những nhu cầu của họ. Họ sẽ xem là à tôi đang rất muốn mua xe, nhưng mà tôi sợ mua phải xe tai nạn. Anh có cách nào anh hướng dẫn cho tôi là mua một chiếc xe của đứa bạn của tôi mà nhìn vào không bị tai nạn không? Lúc này mình giúp đỡ họ. Mình chỉ là anh cứ tới đó đi, rồi sau đó anh mở cửa ra, anh quay điện thoại cho tôi, anh quay vào từng cái sùng, cái chỉ, từng con ốc cho tôi. Tôi sẽ trả lời, tôi sẽ hướng dẫn cho anh. Đó. Sau khi mà mình làm cái việc này, giúp đỡ khách hàng, tạo mọi cái đáp ứng những cái nhu cầu của khách hàng, hướng dẫn cho khách hàng, thì lúc này khách hàng sẽ tin mình. Khách hàng kêu anh tuyệt vời quá, anh giúp chúng tôi tận tình như thế đó, rồi mỗi lần tôi muốn hỏi cái gì thì anh trả lời luôn. Cho nên người ta tin. Mà khi người ta tin rồi á, mới tới cái bước này anh nè. Người ta tin rồi, người ta sẵn sàng mua hàng của mình, người ta sẵn sàng mua xe của mình. Đó là một trong những chiến lược mà tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị. Bao nhiêu anh chị cảm thấy chiến lược này sẽ gặt hái nhiều thành công trong giai đoạn tới, giơ tay nói tôi ạ. À. À, rồi, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Vậy thì để mà làm được việc này thì tôi sẽ đưa toàn bộ quy trình cho tất cả các anh chị. Và buổi sau tôi sẽ phân tích kỹ từng bước này cho tất cả các anh chị ngồi ở đây. Và mỗi cái bước nào như thế này nè, làm sao để khách hàng biết mình, tôi hướng dẫn kỹ lưỡng. Từ online, từ Facebook, từ YouTube, từ Zalo, từ Pinterest, từ Twitter, từ TikTok, tôi hướng dẫn làm sao để khách hàng biết tới mình. Tại cái bước live, tôi cũng có quy trình, tôi hướng dẫn tất cả mọi chiến lược, mọi kịch bản cho tất cả các anh chị, để các anh chị có thể làm cho khách hàng thích tới mình. Và tại bước chết này cũng vậy, tôi hứa tôi sẽ đưa toàn bộ quy trình cho anh chị. Những người tuyệt vời ngày hôm nay đã tham gia cái khóa học về kinh doanh đột phá ngành ô tô này, tôi sẽ đưa toàn bộ những quy trình này cho tất cả các anh chị. Đây là một trong những quy trình, cả 100 cái quy trình tôi đã viết 10 năm nay. Và hơn 10 năm nay nhờ những cái quy trình này mà rất nhiều anh chị em doanh nghiệp làm trong ngành ô tô đã bứt phá về doanh số của họ. Chính vì vậy mà tôi sẵn sàng cho tất cả anh chị, tặng cho tất cả các anh chị những cái quy trình này do trực tiếp tôi viết ra trong 10 năm nay. Và cái
cuối cùng, đó là người ta sẽ mua hàng của mình. Và khi khách hàng mua hàng, tôi sẽ tặng cho tất cả các anh chị những kịch bản bán hàng, những kịch bản có những bộ ngôn từ thôi miên khách hàng, những câu hỏi giúp tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Từ đây chúng ta sẽ đáp ứng được tất cả những nhu cầu của khách hàng. Và cái chiến lược bán hàng của chúng tôi muốn chia sẻ tới cho tất cả các anh chị, đó là khi nhận được kịch bản của tôi, khi học được tất cả những chiến lược của tôi, các anh chị không cần bán hàng, khách hàng tự động tới tìm anh chị để mua hàng. Đó là một trong những chiến lược bán hàng đỉnh cao hiện nay. Có phải là rất nhiều anh chị em thấy chúng tôi đã bán hàng bằng cách nào? Không bán hàng nhưng mà tìm tới tôi để mua hàng. Có phải đúng không ạ? Đúng không chị Lan ạ? Đó là một trong những chiến lược đỉnh cao. Tôi không bán hàng, tôi bán như không bán, tôi không bán hàng. Họ tìm tới tôi tại vì họ tin tôi, tại vì họ mong muốn mua xe tại chỗ tôi, tại vì tôi đủ uy tín, tôi đủ niềm tin, tôi là một chuyên gia thực sự. Cho nên tất cả các anh chị hãy yên tâm, hãy đồng hành với tôi 5 ngày hôm nay. 5 ngày tôi sẽ cho tất cả các anh chị những bí quyết, tất cả những quy trình, tất cả những chiến lược để tất cả các anh chị có thể mua bán ô tô thành công và đem lại doanh số cao trong ngành ô tô của tất cả các anh chị nha.